TT, các doanh nghiệp xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Hôm nay, ngày 25 tháng 6, dưới sự chủ trì của Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng, Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử đã tổ chức cuộc họp với một số doanh nghiệp, cơ quan có liên quan đến hoạt động quảng cáo của Google tại Việt Nam. Theo chia sẻ của Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Phổ thông Trung học và TTDT, đầu năm 2017, Bộ TT và TT đã phát hiện rất nhiều doanh nghiệp bị gắn vào các video quảng cáo vi phạm pháp luật ở Việt Nam trên kênh video YouTube. Ngay sau đó, Bộ TT và TT gửi công văn cảnh báo, làm việc với các doanh nghiệp, đồng thời làm việc đại diện quảng cáo và Google để khắc phục. Sau tháng 3 năm 2017, tình trạng này đã được khắc phục. Tuy nhiên, gần đây, qua giả soát, Bộ TT và TT nhận thấy lại có sự xuất hiện hiện tượng này xuất hiện với mức độ phức tạp hơn. Tình trạng các clip xấu độc được đăng tải trên nền tảng YouTube vẫn còn rất nhiều và có chiều hướng gia tăng. Cục đã phát hiện ra 61 nhãn hiệu bị gắn quảng cáo trên video xấu độc, trong đó có Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường Đại học Thương mại, Đại học Quốc gia Hà Nội, IAPAHA, SHOPPEE. Cục Phổ thông Trung học và TTDT đã yêu cầu các công ty này dừng ngay việc quảng cáo trong các video trên YouTube có nội dung xấu độc, phản động, chống phá đảng và nhà nước, đồng thời chủ động ra soát, kịp thời cảnh báo các đối tác cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan này cũng cho biết sẽ phối hợp với lực lượng an ninh và các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp đã được cảnh báo nhưng vẫn cố tình vi phạm. Việc liên tiếp để quảng cáo xuất hiện dày đặc trên video độc hại cho thấy YouTube vẫn chưa có một giải pháp hiệu quả để bảo vệ các thương hiệu Việt Nam trên mạng xã hội video này. Đồng thời, bộ lọc quảng cáo của YouTube vẫn còn nhiều kẽ hở để người sử dụng đăng tải nội dung vi phạm núp dưới những tiêu đề chuyên mục không vi phạm. Phát biểu tại buổi trao đổi, ông Nguyễn Thanh Lâm, cục trưởng cục Phát thanh và Truyền hình, cho biết trong thời gian vừa qua, được sự chỉ đạo của Bộ TT và TT, cục đã giả soát các hoạt động trên YouTube và Facebook. Qua giả quét thì có 55.000 video xấu độc, vi phạm pháp luật, phát tán tin giả trên trang YouTube. Ông Lâm cho hay hơn một năm vừa qua, YouTube đã gỡ bỏ được 1.000 video xấu, nhưng đây là hoạt động thụ động. Việt Nam báo cáo từng linh thì YouTube mới gỡ từng linh, chúng ta không thể chạy theo từng video trong khi YouTube mới gỡ từng linh, và YouTube không gỡ các kênh vi phạm, ông Lâm nhấn mạnh. Theo người đứng đầu Cục Phổ thông Trung học và TTDT, vấn đề ở đây là bộ lọc của YouTube không lọc được từng video, và chính YouTube Việt Nam cũng chủ động đưa video vi phạm lên để kiếm tiền. Việt Nam đứng đầu thế giới về sản xuất video xấu để kiếm tiền, trong khi đó, YouTube lại không có biện pháp xử lý người dùng đăng lại video đã để câu view kiếm tiền, điều đáng nói là YouTube lại có tính năng gợi ý người xem mà không có sự phân biệt xấu độc nên tạo điều kiện để các clip không phù hợp phát tán mạnh mẽ, ông Lâm đánh giá. Nói về các hoạt động quảng cáo trên YouTube, ông Lâm cho rằng, Việt Nam hiện nay không kiểm soát DOC -E hoạt động trên YouTube và mạng lưới quảng cáo, chúng tôi đã gửi cho hàng trăm doanh nghiệp để cảnh báo về việc hình ảnh của họ bị chèn vào các video xấu. Các đại lý và doanh nghiệp đều bất ngờ và đều thừa nhận là không thể chi phối được YouTube những doanh nghiệp này đều tỏ ra bức xúc vì việc này làm ảnh hưởng an toàn nhãn hiệu của doanh nghiệp ở Việt Nam. Cục PTTT và TTDT cũng cho rằng việc YouTube cho phép người dùng tự mua được quảng cáo không qua sự quản lý của các đại lý sẽ tạo cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng kẽ hở để vi phạm pháp luật. Hành động này đã vi phạm khoản 2, điều 13, Nghị định số 181 năm 2013 trên Nghị định CP của Chính phủ. Cục PTTT và TTDT đề xuất, các đại lý quảng cáo cần chủ động ra soát, không được quảng cáo trên các video xấu độc, chống phá nhà nước. Cục cũng đề nghị đại lý lựa chọn những kênh mà YouTube đã đăng ký với bộ TT và TT nếu không thì sẽ có rủi ro và các doanh nghiệp quảng cáo và các nhãn hàng chịu trách nhiệm. Ông Lâm cũng nhấn mạnh, người mua quảng cáo, cụ thể là các nhãn hàng phải tuân thủ các điều khoản trong Nghị định số 181 năm 2013 trên Nghị định CP là không mua quảng cáo trực tiếp mà không qua các đại lý. Trong khi đó, Cục cũng sẽ thực hiện các biện pháp để giả soát các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp phát biểu tại buổi trao đổi bộ trưởng bộ tt và tt nguyễn mạnh hùng nhấn mạnh việt nam cần có sự chung tay mới giải quyết được bài toán mới trên không gian mạng có sự hợp sức đồng thuận thì làm gì cũng được chúng ta có luật pháp trong tay chính quyền trong tay thì không có gì là không làm dc tương lai con cháu của chúng ta có thể trông mong vào sự tốt bụng của một doanh nghiệp hay một ai đó mà do ta quyết định bộ trưởng nói tôi kêu gọi tinh thần thượng tôn pháp luật của các bên thượng tôn là điều kiện tiên quyết của bất kỳ doanh nghiệp nào doanh nghiệp muốn đi xa thì phải tử tế, doanh nghiệp Việt Nam phải có khát khao lớn lớn. Việt Nam sẽ phát triển thịnh thượng vào 2045 khi chúng ta tròn 100 dựng nước. Mỗi doanh nghiệp Việt Nam phải mang trong mình khát vọng này. Sứ mạng của doanh nghiệp cũng là sứ mạng của cả đất nước. Các doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Khôi Linh